xin chào các bạn. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với buổi sinh hoạt lớp nghe đến điếc 10 loại tai nghe của Vật Vờ Studio ngày hôm nay. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu. Mình đã điếc. Vì sao? Vì đã phải nghe liên tục 10 chiếc tai nghe khác nhau trong vòng 2 ngày để có thể lên chiếc video này cho anh em chia sẻ và tư vấn con tai nghe nào đáng mua và con tai nghe nào cần nene sắc. Né. Và mình là Hà Phương, reviewer mới của Vật Vờ Studio. Nếu thích video này đừng quên nhấn like, để lại ý kiến đóng góp bên dưới cho mình biết nhé. 10 con với 5 thương hiệu khác nhau như là Havit này, Soul này, Defy này, Soundbeat này và cuối cùng là Score Candy. Đây thì không phải là 10 em tai nghe xịn nhất, nhưng mà đây là 10 em mà mình có sẵn và đã được trải nghiệm, nên là anh em cứ thong thả mà tham khảo nhé. Trên tay mình đây là hai em có cái giá rẻ nhất trong tất cả các loại, đó là chỉ dưới 300.000 thôi. Đấy là Defy Graffiti Turbo và Havit TW967. Nhìn hình thức thôi cũng có thể đoán ngay được em nào là để chiến game đúng không? Đây chính là Defy. Nếu như ví dụ như mình này là một người chưa hề biết giá của em này trước đi, thì mình sẽ nghĩ con Defy Turbo này đắt tiền hơn đấy. Trông nó chiến như này thôi anh em ạ, nhưng mà giá chỉ có bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu ạ? 149.000. Sai! 200.000 anh em ạ, giá 200.000 nha mọi người. Đây, như em Havit TW967 này ấy, thì trông nó nhã nhặn và đơn giản hơn, nhìn nó sang trọng hơn, giá nó sẽ nhỉnh hơn, đó chính là khoảng 290.000. Havit TW967 thì đúng là đắt hơn thật, nhưng mà nếu mà để chọn mua thì mình nghĩ mình vẫn sẽ chọn em Defy này. Tại vì sao? Đầu tiên, với các tác vụ tai nghe cơ bản như là nhấn chạm để chuyển bài, dừng bài, gọi Siri, nhận và nghe cuộc gọi ấy, thì hai em này đều có thể làm được điều đấy. Và thời lượng pin thì cũng xem nhau khoảng 5 tiếng, dùng để nghe nhạc, xem phim cơ bản vẫn rất là ok. Nhưng Defy Turbo lại được trang bị nhiều hơn như vậy. Thực sự nhá, lần đầu tiên mình được nghe em Defy Turbo này, mình đã phải thốt lên một câu là ui, bất ngờ chứ bà già. Thực sự cái chất âm của nó khá là hay so với một em tai nghe gaming trong tầm giá 200.000 đấy mọi người. Bay khá là căng nhá, đánh có lực, nghe mấy cái bài kiểu remix hay EDM khá là ok. Cái giải mid và giải treble của nó cũng được tái tạo khá là tròn trịa, nghe vừa đủ và hài hòa, khiến cho mình có một cái trải nghiệm nghe nhạc khá là hài lòng luôn đấy. Mình thì không phải là dân chơi game, ok, nhưng mà mình rất là ngựa. Đây, anh em có thể nhìn thấy luôn cái con áo của mình nó màu mè hoa lá huệ như nào. Mình rất là thích những cái kiểu màu mè linh tinh ấy. Và mọi người có thể nhìn em Defy này. Đấy, quả đèn RGB này cực kỳ khét luôn ấy. Nhìn từ ngoài vào trong thực sự nó rất là đẹp ấy. Và chưa kể nhá, có một cái này nó rất là hay, đó chính là em này có cái hiệu ứng khi mở nắp đốc sạc lên. Đây, cho anh em nghe thử nhá. Đấy, anh em thấy không? Nó hay phết đấy chứ. Em Defy này còn có những thứ mà Havit TW967 không có, như là trang bị 4 mic để lọc ồn khi nghe điện thoại hoặc là chơi game, game mode cho anh em triển game này, hoặc là kháng nước iBeats 4, Bluetooth 5.3, trong khi em Havit TW967 này chỉ là Bluetooth 5.1 thôi. Về khả năng chống ồn ấy, thì hai em này đều là chống ồn thụ động, nhưng mà khi đeo mình có cảm giác là Defy Turbo lọc âm tốt hơn. Cái Havit TW967 này thì mình phải bật âm lượng khá là lớn thì mới có thể lọc bớt được cái tiếng ồn ở xung quanh. Thế thì chốt lại, dưới 300 cành thì mình nghĩ là em Defy Graffiti Turbo sẽ đáng mua hơn Havit TW967. Ok, bây giờ để hai em 300 cành sang bên. Tiếp theo chúng ta sẽ có 4 em tai nghe giá dưới 500 cành. Xin được phép gọi tên: Soul Elite 30, Havit TW929, Havit TW908 và Havit TW905. Thì bây giờ mình sẽ xếp hạng hạnh kiểm luôn. Thì trong học kỳ này có hai em khá là xuất sắc đã đạt được hạnh kiểm đáng mua, đó chính là Havit TW908 và Soul Elite 30. Chúc mừng hai em. Nếu xét về khía cạnh hình thức ấy, thì chắc chắn là em Havit TW905 này sẽ nhỉnh hơn so với ba em còn lại. Nhìn nó sang trọng và nhã nhặn và thực sự nhìn nó đẹp hơn rất nhiều mọi người. Còn về Havit TW929 và TW908 ấy, là nó thiên về thiết kế gaming rồi. Nhưng chúng ta đặc biệt lưu ý đến em Havit TW908 này cho mình nhé. Anh em nhìn vào đây. Anh em zoom vào mình và coi lại phát là. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Ui! Anh em thấy được ạ, có bạn nào đã ngã chưa? Anh em đã ngã chưa? Phấp phới chưa? Kịch trần chưa? Đấy. Quả đèn RGB này không những như thế này nhá, còn đổi màu được cơ anh em. Đây, bằng chiếc nút trên đốc sạc này nhá. Chỉ cần khoảng 400.000 thôi, anh em đã sở hữu ngay một chiếc tai nghe gaming có thể đổi màu đèn theo tâm trạng của anh em. Bây giờ buồn thì anh em để màu xanh, còn vui thì anh em cứ để
kiểu bảy sắc cầu vồng phấp phới như này mình. Còn con Havit TW99 này thì cũng có đèn LED nhưng mà trông nó yếu hơn hẳn nên mình không thích. Thế rồi, bỏ qua, mình sẽ chọn em TW908 này. Để chọn về hình thức và tính năng ấy, thì nó chỉ là một phần thôi. Mình phân chia bốn em này theo chất âm là chủ yếu. Theo cái cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy hai em Soul Flip 30 và Havit TW908 có cái phần chất âm nhỉnh hơn một chút. TW908 có phần bay đánh khá là chắc, phục vụ tốt cho các bài nhạc như là remix này, EDM này, ballad cũng ok luôn. Giọng ca sĩ được làm nổi bật, chi tiết rất là hay. Với Soul Flip 30 thì phần bay đánh trầm, có đôi lúc là mình hơi bị ù tai một chút nhưng mà giải mid lại khá là ổn. Giọng ca sĩ hay và chi tiết nhạc cụ cũng không có cảm giác bị tù hay bí. Còn với Havit TW929 và TW905 ấy, thì cái ấn tượng đầu tiên của mình về chất âm đó chính là nghe nó rất là bẹt, nó không có cái độ thoáng. Cái giọng ca sĩ của nó lại còn có đúng một cái kiểu mà mình rất ghét luôn, đó là ngạt mũi mọi người. Mình không thích kiểu đấy một tí nào luôn. Ngoài ra con Havit TW929 này còn có một cái cảm giác hơi bị rè rè bên tai một chút xíu mọi người, mình cũng không hiểu tại sao nữa. Với các tính năng khác như là khả năng chống ồn ấy, thì chỉ có duy nhất cái em Havit TW905 này là không có khử ồn thôi, tại vì nó là dạng tai nghe earbud. Còn ba em còn lại sẽ kháng ồn thụ động bằng cái mút cao su. Tuy nhiên Havit TW908 và Soul Flip 30 sẽ có cái khả năng lọc ồn tốt hơn một chút. Mình nghĩ là cũng có một phần là do cái giải bay nó trầm và căng hơn nên là loại bỏ cũng kha khá được cái tiếng ồn xung quanh. Tuy nhiên cái việc dùng tai nghe in ear lâu ngày cũng sẽ gây ra cái bất lợi, đó chính là gây ngứa và bị bí lỗ tai. Xét về giá thì bốn em này nó cũng sàn sàn nhau thôi, mình nhớ đâu đó là khoảng 400.000. Nhưng mà nếu anh em có nhu cầu về một chiếc tai nghe đẹp này, không yêu cầu cao về chất âm hay là phải nhiều bay ấy, thì Havit TW905 và Havit TW929 sẽ là một lựa chọn ok. Còn nếu anh em có yêu cầu cao hơn về chất âm này, khử ồn hay là chơi game nó đã hơn ấy, thì mình khuyên là nên chọn Soul Flip 30 và Havit TW908 nhé. Rồi, xin mời các em xuống. Và cuối cùng, bốn ứng cử viên sáng giá nhất trong bảng xếp hạng ngày hôm nay với tầm giá là trên 500.000 và dưới 1 triệu thì chúng ta có Score Candy Dim 3, Score Candy Smoking Bus, Havit TW958 Pro và Soundbeat Free 2 Classic. Đây là bốn em mà mình nghĩ là có cái hạnh kiểm tốt nhất trong top 10 em tai nghe ngày hôm nay. Nói về độ chơi trội về thiết kế thì mình nghĩ là mình sẽ cho luôn em Score Candy Dim 3 này điểm 10, không có nhưng. Đây, nó có cả thêm một cái móc để anh em có thể treo vào ba lô hay là móc vào chùm chìa khóa. Nếu như anh em thích kiểu chơi mạo hiểm ấy, tức là kiểu không sợ nó bị xước cái đốc hay là bị làm rơi mất ấy, thì anh em cứ đeo. Về chất âm ấy, thì mình thấy là bốn em tai nghe này cũng cho cái chất lượng âm thanh khá là đồng đều nhau. Chất âm ngon có thể hỗ trợ nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ remix, EDM, ballad, pop có đủ cả. Bay bủng cũng căng, có lực, đánh bùm 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 luôn. Giọng ca sĩ thì truyền cảm, không có cảm giác bị tù bí hay là nghẹt mũi. Giải trap rất tròn vai, nghe âm vực cao, có cái độ leng keng và vang nhất định. Nói chung là nó hòa hợp đủ để chúng ta có thể trải nghiệm một bài hát có đủ 3 giải bay mid trap là tốt nhất. Nếu anh em quan tâm tới cái khả năng chống ồn ấy thì đừng lo, bốn em này có thể hỗ trợ rất là tốt. Tuy nhiên nếu anh em muốn có thêm cái chống ồn chủ động ANC thì nên chọn Soundbeat Free 2 và Havit TW958 Pro. Đeo hai em này vào đúng kiểu là bỏ lại thế giới chung quanh và ta đắm chìm vào không gian của riêng mình. Các tính năng khác như là mic đàm thoại này, Bluetooth 5.2, 5.3 này, kháng nước thì bốn em này đều được trang bị. Hay cả kể cả về thời lượng pin nhá, mấy em này cũng khá là trâu, có thể nghe từ 6 đến 8 tiếng. Nên mình sẽ tổng quát lại như này nhá, nếu anh em thích tai nghe có kháng ồn ANC, lọc âm tốt, thích nghe nhạc ballad và giọng ca sĩ nó phải nổi bật ấy, thì hãy chọn Soundbeat Free 2 và Havit TW958 Pro. Còn nếu mà bạn thích những cái thiết kế mà kiểu hầm hố độc lạ và bay phải căng lồng ngực ấy, thì hãy tham khảo ngay hai em của nhà Score Candy ấy nhá. Ok, tổng kết lại cái buổi họp lớp ngày hôm nay thì chúng ta có những em sau là đạt hạnh kiểm, đáng mua. Trong tầm giá dưới 300.000 thì có em Defy Graffiti Turbo này, chúc mừng em. Trong tầm giá dưới 500.000 thì chúng ta có Soul Flip 30 và Havit TW908. Và cuối cùng, trong tầm giá dưới 1 củ thì chúng ta có tất thảy là bốn em này. Còn với anh em thì anh em thích mẫu tai nghe nào hãy để lại comment phía dưới cho mình biết nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe, bật chuông để nhận thông báo sớm nhất khi chúng mình ra video nhé. Cảm ơn mọi người.